Vâng, mình xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì công việc cũng đã xong rồi, chương trình giảng dạy của công ty Diniuto hợp tác với đối tác tại Thái Lan cũng đã kết thúc, và anh em tổ chức đi ra chợ đồ xe máy của Thái Lan, một trong những chợ rất là lớn ở thủ đô Bangkok anh em ạ. Ở đây thì rất nhiều các loại đồ xe máy độ chế, rất nhiều các loại ông pô luôn. Các loại đèn LED. Chợ này thì bán cả kèm đồ điện tử luôn. Đây là loa, các loại loa. Còn một số gian hàng buổi sáng vẫn chưa mở cửa này, anh em đi tới đây cũng sớm. Các đồ độ chế.
Đây là các loại cam hành trình gắn trên ô tô. Đây là chị chủ cửa hàng. Đây là trước mặt mình bãi đỗ xe ở trong chợ, toàn ô tô. Đây là một anh thợ đang đánh bóng pha của ô tô. Các loại chốt nhựa xanh đỏ tím vàng anh em thấy rất là nhiều. Ở đây là một quầy bán gọi là ốc vít. Các loại máy độ chế tay phanh. Các loại giảm sóc. Các kiểu tay phanh. Trên đây là các loại gương kiểu.
Vâng, và đây thì mình tới một cửa hàng rất nhiều đồ độ chế xe. Anh em nhìn vành này. Đấy, vành độ chế. Nếu mà anh em Việt Nam mà muốn độ chế xe thì vào cửa hàng này thì thôi rồi. Quá nhiều đồ cho anh em luôn. Đây là một con xe lít độ chế đây anh em này. Đấy, tay nắm tay phanh này. Đấy. Đẹp luôn. Đấy. Vành này, phanh này. Đấy. Anh em nhìn thấy bên Thái Lan họ độ chế đẹp chưa? Đẹp luôn. Đấy. Tất cả hệ thống công tắc đèn này. Độ chế luôn này. Đấy, đồng hồ này. Độ chế hết luôn. Đấy. Đuôi xe này. Đấy. Giảm sóc sau này. Đấy anh em thấy không? Đây, hướng côn này. Hướng côn hoành tráng chưa? Lọc gió này. Lọc gió này trong suốt luôn này. Đấy. Lọc gió. Đấy, cái lọc gió cái này chưa? Mình thấy ở trong Sài Gòn là rất là nhiều rồi. Nhưng mà thấy nó đuôi xe này. Và bên đây là một chiếc xe nữa này. Độ chế các kiểu luôn. Kawasaki này. Đây, vành này nhầm rồi. Vâng, hai chiếc xe Kawasaki luôn. Đây là các loại vành độ chế anh em này. Lò xo giảm sóc này. Loại làm phanh độ chế luôn. Các loại giảm sóc. Đây là anh chủ cửa hàng này. Hello. Ơi, mỗi lần mà mình quay chụp mình xin người ta tiếng nha. Đó, nó không cho cái mất công đấy. Các loại bưởng côn của xe ga luôn. Toàn bưởng côn độ chế luôn. Các loại xe đã được độ chế, anh em nhìn rất đẹp.
mình có cảm giác chợ xe máy của Thái Lan này, cái đồ độ chế là thế mạnh sao nhiều lắm. Một là thợ độ chế của Thái Lan. Các loại vải luôn. Các loại ốc vít. Đây là các loại ốc kiểu luôn. Đấy, rất là đẹp. Anh em đi xe ở Việt Nam mà thích độ chế xe mà tới được những cái khu vực như thế này mà mua đồ độ chế thì thích gì có đấy luôn, không thiếu gì. Đây cũng một chiếc xe độ chế, anh em thấy đẹp chưa? PC. Mình thấy bên Thái Lan rất nhiều xe PSX, có thể nói PSX là một trong những cái dòng xe được ưa chuộng ở đất nước Thái Lan. Sau đó là Click rồi các dòng xe Way. Chứ còn thực ra thì từ hôm mình sang Thái Lan cho tới hôm nay là cũng 9 ngày rồi. Nhưng mà mình chưa nhìn thấy một chiếc xe Dream Thái nào. Chưa nhìn thấy một chiếc xe Dream Thái nào luôn đấy anh em ạ.
Đây là một chiếc xe tháo dỡ hết ra để độ chế này anh em này.